khiến một người tử vong. Ngày mùng 3 tháng 10, Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn, huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ nổ điện thoại lúc đang sạc pin khiến một nam thanh niên thiệt mạng. Đồng thời, tiến hành thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình. Nạn nhân là anh Phạm Thế Tê, sinh năm 2001, thường trú xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chàng trai này lên Lâm Đồng làm thuê cho trang trại cá tầm tại thôn 2, xã Liên Sơn. Khuya ngày mùng 2 tháng 10, trong lúc nằm nghỉ, T vừa cắm sạc pin điện thoại vừa sử dụng, bỗng nhiên điện thoại phát nổ lấy đi tính mạng của anh. Liên quan đến vụ việc trên, tại hiện trường, bên cạnh thi thể anh T là chiếc điện thoại hiệu iPhone màu trắng đã bị nổ, đang cắm sạc vào một cục pin dự phòng màu trắng. Ngay khi vụ việc xảy ra, công an huyện Đam Rông đã có mặt hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.